tuyển tập bài đọc diễn cảm về lời Đức Chúa Trời toàn năng. Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất. 10. Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật. 4. Chúng ta đang tương giao về một chủ đề đặc biệt hôm nay. Đối với mỗi một tín đồ, chỉ có hai điều chính cần biết, cần trải nghiệm và hiểu. Hai điều này là gì? Điều đầu tiên là lối vào sự sống của cá nhân mỗi con người, và điều thứ hai liên quan đến việc biết Đức Chúa Trời. Về đề tài mà chúng ta vừa mới trao đổi, chủ đề biết đến Đức Chúa Trời, các người có nghĩ rằng điều đó là có thể đạt được không? Công bằng mà nói thì điều ấy quả thật vượt tầm với của hầu hết mọi người. Các người có thể không phục lời ta, nhưng tại sao ta lại phán điều này? Ta phán điều này là vì khi các ngươi lắng nghe những gì ta nói trước kia, bất kể ta đã nói thế nào hay nói với những lời lẽ gì, thì về câu chữ lẫn lý thuyết, các ngươi đều có thể biết những lời này nói về điều gì. Tuy nhiên, đối với hết thảy các ngươi, một vấn đề rất nghiêm trọng là các ngươi đã không hiểu tại sao ta phán những điều như thế, hay tại sao ta nói về những đề tài ấy. Đây là mấu chốt của vấn đề. Do vậy, mặc dù việc các ngươi đã nghe những điều này bổ sung một chút và làm phong phú sự hiểu biết của các ngươi về Đức Chúa Trời và những việc làm của Ngài, các ngươi vẫn cảm thấy rằng việc biết đến Đức Chúa Trời đòi hỏi nỗ lực mãnh liệt. Nghĩa là, sau khi nghe những gì ta phán, hầu hết các ngươi đều không hiểu tại sao ta phán điều đó, hay nó có mối liên hệ gì với việc biết Đức Chúa Trời. Lý do các ngươi không thể hiểu mối liên hệ của nó với việc biết Đức Chúa Trời là vì trải nghiệm sống của các ngươi quá hời hợt. Nếu kiến thức và trải nghiệm của con người về lời Đức Chúa Trời vẫn ở mức độ rất nông cạn, thì đa phần kiến thức của họ về Ngài sẽ mơ hồ và trừu tượng. Tất cả sẽ chung chung, mang tính học thuyết và lý thuyết. Về lý thuyết, nó có thể có vẻ hoặc nghe chừng logic và hợp lý, nhưng kiến thức về Đức Chúa Trời phát ra từ miệng hầu hết mọi người thật ra là rỗng tuếch. Và tại sao ta nói rằng nó rỗng tuếch? Đó là vì ngươi không thật sự có sự hiểu biết rõ ràng về tính xác thực và chính xác của những gì bản thân ngươi nói liên quan đến việc biết Đức Chúa Trời. Như thế, mặc dù hầu hết mọi người đã nghe rất nhiều thông tin và đề tài về việc biết Đức Chúa Trời, nhưng kiến thức của họ về Đức Chúa Trời chưa vượt ra khỏi lý thuyết và học thuyết mơ hồ, trừu tượng. Vậy thì làm sao vấn đề này có thể được giải quyết? Các người có bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Nếu ai đó không theo đuổi lẽ thật, liệu họ có thể sở hữu được hiện thực không? Nếu ai đó không theo đuổi lẽ thật, vậy thì họ chắc chắn không có được hiện thực. Và vì lẽ ấy, họ hiển nhiên không có kiến thức hay trải nghiệm về lời Đức Chúa Trời. Có thể nào những người không có sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời mà biết được Đức Chúa Trời không? Tuyệt đối không. Hai điều này liên kết với nhau. Vì lẽ ấy, hầu hết mọi người nói, tại sao việc biết Đức Chúa Trời lại khó như vậy? Khi tôi nói về việc biết bản thân mình, tôi có thể nói hàng giờ. Nhưng khi nói đến biết Đức Chúa Trời, tôi lại chẳng có lời nào. Ngay cả khi tôi có thể nói một chút về chủ đề này, những lời của tôi cũng gượng gạo và nghe chán ngắt. Thậm chí có vẻ ngượng nghịu khi tôi nghe chính mình nói những lời đó. Đây là nguồn cơn. Nếu ngươi cảm thấy rằng việc biết Đức Chúa Trời là quá khó, rằng việc biết Đức Chúa Trời cần rất nhiều nỗ lực, hay rằng ngươi không có chủ đề gì để đưa ra và không thể nghĩ về bất cứ điều gì thực tế để tương giao, cung cấp cho người khác và cho bản thân mình, vậy thì điều này chứng tỏ rằng ngươi không phải là người đã trải nghiệm lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời là những gì?
Chẳng phải lời Ngài là những sự bày tỏ về việc Đức Chúa Trời có gì và là gì sao? Nếu ngươi chưa trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, liệu ngươi có thể có bất kỳ kiến thức nào về việc Ngài có gì và là gì không? Chắc chắn là không. Những điều này đều liên quan với nhau. Nếu ngươi không có trải nghiệm về lời Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi không thể nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng không biết tâm tính của Ngài là gì, Ngài thích gì, Ngài ghê tởm điều gì, những yêu cầu của Ngài với con người là gì, Ngài có kiểu thái độ gì với người lành và Ngài có kiểu thái độ gì với kẻ ác. Toàn bộ những điều này chắc hẳn nhập nhằng và mờ mịt với ngươi. Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời giữa sự mờ mịt như thế, vậy thì khi ngươi tuyên bố là một trong những người theo đuổi lẽ thật và theo Đức Chúa Trời, những tuyên bố ấy liệu có tính hiện thực không? Chúng không có. Vì lẽ ấy, chúng ta hãy tiếp tục tương giao về việc biết Đức Chúa Trời. Tất cả các ngươi đều háo hức nghe đề tài thông công hôm nay phải không? Đề tài này cũng liên quan đến chủ đề Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật mà chúng ta vừa thảo luận. Chúng ta đã nói rất nhiều về việc Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật như thế nào, sử dụng những phương tiện và viễn cảnh khác nhau để báo cho con người về cách Đức Chúa Trời cai trị mọi sự. Ngài làm như thế bằng những phương tiện nào và Ngài quản lý muôn vật theo những nguyên tắc nào, hầu cho chúng có thể tồn tại trên hành tinh mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng này. Chúng ta cũng đã nói rất nhiều về cách Đức Chúa Trời chu cấp cho nhân loại. Ngài dùng phương tiện gì để ban sự chu cấp đó? Ngài cung cấp cho con người dạng môi trường sống nào? Và Ngài cung cấp một môi trường sống ổn định cho con người bằng phương tiện gì và từ xuất phát điểm nào? Mặc dù ta đã không nói trực tiếp về mối quan hệ giữa sự thống trị và quản trị của Đức Chúa Trời với muôn vật và sự quản lý của Ngài, ta đã gián tiếp nói về những lý do Ngài quản trị muôn vật theo cách này, cũng như về những lý do Ngài chu cấp và nuôi dưỡng nhân loại theo thể thức này. Toàn bộ điều này liên quan đến sự quản lý của Ngài. Nội dung mà chúng ta đã nói đến có phạm vi rất rộng, từ môi trường vĩ mô đến những thứ nhỏ hơn nhiều, chẳng hạn như những nhu cầu cơ bản và chế độ ăn uống của con người, từ cách Đức Chúa Trời cai trị muôn vật và khiến chúng hoạt động một cách trật tự, cho đến môi trường sống đúng đắn và phù hợp mà Ngài đã tạo cho con người thuộc mọi chủng tộc, vân vân. Nội dung mở rộng này đều liên quan đến cách con người sống trong xác thịt. Nghĩa là, nó đều liên quan đến những thứ của thế giới vật chất hữu hình đối với mắt thường và những điều mà con người có thể cảm nhận, chẳng hạn như núi, sông, biển, đồng bằng, vân vân. Đây đều là những thứ có thể thấy và chạm được. Khi ta nói về không khí và nhiệt độ, các ngươi có thể dùng hơi thở của mình để trực tiếp cảm nhận sự tồn tại của không khí và cơ thể ngươi để cảm nhận nhiệt độ cao hay thấp. Cỏ cây và chim thú trong rừng, những thứ bay trên không trung và đi trên mặt đất, và những động vật nhỏ khác nhau chui ra từ trong hang, đều có thể được con người mắt thấy tai nghe. Mặc dù phạm vi đề cập của tất cả những thứ này rất rộng, nhưng trong số muôn vật Đức Chúa Trời đã tạo dựng, chúng chỉ đại diện cho thế giới vật chất. Những thứ vật chất là những gì con người có thể nhìn thấy và cảm nhận. Tức là khi ngươi chạm vào chúng, ngươi cảm thấy chúng. Và khi mắt ngươi nhìn thấy chúng, bộ não của ngươi hiển thị cho ngươi một hình tượng, một hình ảnh. Chúng là những thứ thật và thực tế. Đối với ngươi, chúng không trừu tượng mà có một hình dáng. Chúng có thể vuông hay tròn, dài hay ngắn, và mỗi vật cho ngươi một ấn tượng khác nhau. Tất cả những thứ này đại diện cho khía cạnh vật chất của tạo hóa. Và như vậy, đối với Đức Chúa Trời, muôn vật trong cụm từ sự thống trị của Đức Chúa Trời trên muôn vật bao gồm những gì? Chúng không đơn thuần bao gồm những thứ mà con người có thể nhìn thấy và chạm vào. Hơn nữa,
chúng bao gồm tất cả những thứ vô hình và khó cảm thấy. Đây là một trong những ý nghĩa thật về sự thống trị của Đức Chúa Trời trên muôn vật. Mặc dù những thứ ấy vô hình và khó cảm thấy đối với con người, nhưng đối với Đức Chúa Trời, miễn sao chúng có thể được mắt Ngài quan sát thấy và nằm trong phạm vi quyền tối thượng của Ngài, thì chúng quả thật tồn tại. Bất kể thực tế chúng có trừu tượng và không thể hình dung, và hơn nữa lại vô hình và khó cảm nhận đối với con người, thì đối với Đức Chúa Trời, chúng quả thật và thực sự tồn tại. Đây là một thế giới khác giữa muôn vật mà Đức Chúa Trời cai trị, và đó là một phần khác trong phạm vi muôn vật mà Ngài thống trị. Đây là đề tài thông công hôm nay. Đức Chúa Trời cai trị và quản trị thế giới thuộc linh như thế nào? Bởi vì đề tài này bao gồm cách Đức Chúa Trời cai trị và quản lý muôn vật, nó liên quan đến thế giới bên ngoài thế giới vật chất, thế giới thuộc linh. Và do vậy, chúng ta tuyệt đối cần phải hiểu. Chỉ sau khi đã trao đổi và hiểu nội dung này, con người mới có thể thật sự thấu hiểu ý nghĩa đích thực của cụm từ Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật. Đây là lý do chúng ta đang thảo luận về đề tài này. Mục đích của nó là để hoàn thiện chủ đề Đức Chúa Trời cai trị trên muôn vật và Đức Chúa Trời quản lý muôn vật. Có lẽ khi nghe về chủ đề này, các ngươi có thể cảm thấy lạ lẫm hay không thể thấu hiểu. Nhưng cho dù các ngươi cảm thấy thế nào, thì bởi vì thế giới thuộc linh là một phần của muôn vật được cai trị bởi Đức Chúa Trời, các ngươi phải đạt được chút hiểu biết về đề tài này. Một khi hiểu được, các ngươi sẽ có sự cảm kích, hiểu biết và kiến thức sâu sắc hơn về cụm từ Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật. Đức Chúa Trời cai trị và quản trị thế giới thuộc linh như thế nào? Đối với thế giới vật chất, bất cứ khi nào con người không hiểu những việc hay hiện tượng nhất định, họ có thể tìm thông tin liên quan hay dùng nhiều kênh khác nhau để tìm ra xuất xứ và bối cảnh của những điều này. Nhưng khi nói đến thế giới khác mà chúng ta đang nói hôm nay, thế giới thuộc linh, cõi tồn tại bên ngoài thế giới vật chất, con người tuyệt đối không có phương tiện hay kênh nào để tìm hiểu bất cứ điều gì về nó. Tại sao ta nói điều này? Ta nói thế là vì, trong thế giới loài người, mọi thứ thuộc thế giới vật chất đều không thể tách rời khỏi sự tồn tại vật lý của con người. Và bởi vì con người cảm thấy rằng mọi thứ của thế giới vật chất không thể tách rời sự sống vật lý và đời sống vật lý của họ, hầu hết mọi người chỉ nhận biết hay thấy những thứ vật chất trước mắt họ, hữu hình với họ mà thôi. Tuy nhiên, khi nói đến thế giới thuộc linh, tức là mọi thứ của thế giới kia, sẽ là công bằng khi nói rằng hầu hết mọi người đều không tin. Bởi vì con người không thể thấy nó và tin rằng không cần hiểu nó hay biết bất cứ điều gì về nó, chứ nói gì đến việc thế giới thuộc linh là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới vật chất như thế nào. Và từ quan điểm của Đức Chúa Trời thì thế giới đó là rộng mở, mặc dù đối với con người thì nó bí mật và khép kín. Vì lẽ ấy, con người rất khó tìm được một con đường để hiểu những khía cạnh khác nhau của thế giới này. Những khía cạnh khác nhau của thế giới thuộc linh mà ta sắp nói đến chỉ liên quan đến sự quản trị và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Ta không đang mặc khải bất kỳ lẽ mầu nhiệm nào. Ta cũng không nói cho các ngươi về bất kỳ bí mật nào mà các ngươi ao ước tìm hiểu. Bởi vì điều này liên quan đến quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, sự quản trị của Đức Chúa Trời và sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Vì thế, ta sẽ chỉ nói về phần mà các ngươi cần biết. Trước hết, hãy để ta hỏi các ngươi một câu. Trong tâm trí các ngươi, thế giới thuộc linh là gì? Nói chung, nó là một thế giới bên ngoài thế giới vật chất, vừa vô hình, vừa không thể sờ thấy đối với con người. Tuy nhiên,
trong sự tưởng tượng của các ngươi, thế giới thuộc linh nên là dạng thế giới nào? Có lẽ bởi vì không thể nhìn thấy nó, các ngươi không có khả năng nghĩ về nó. Tuy nhiên, khi các ngươi nghe một số truyền thuyết, các ngươi vẫn nghĩ về nó và không thể ngừng suy nghĩ về nó. Tại sao ta nói điều này? Có điều gì đó xảy ra với rất nhiều người khi họ còn trẻ. Khi ai đó kể cho họ một câu chuyện đáng sợ về ma hay các linh hồn, họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chính xác thì tại sao họ sợ? Đó là vì họ đang tưởng tượng ra những điều đó. Mặc dù họ không thể thấy chúng, họ cảm thấy rằng tất cả chúng đều ở quanh phòng mình, ở góc khuất hay góc tối nào đó, và họ quá khiếp sợ đến nỗi không dám đi ngủ. Đặc biệt là vào buổi tối, họ cảm thấy quá sợ đến nỗi không thể ở một mình trong phòng hay liều lĩnh một mình ra sân. Đó là thế giới thuộc linh trong trí tưởng tượng của các ngươi, và đó là một thế giới mà con người nghĩ là đáng kinh sợ. Thực tế là mọi người đều tưởng tượng ra nó ở một mức độ nào đó, và mọi người đều có thể cảm nhận chút ít về nó. Chúng ta hãy bắt đầu với việc nói về thế giới thuộc linh. Đó là gì? Để ta giải thích ngắn gọn và đơn giản cho các ngươi. Thế giới thuộc linh là một nơi quan trọng, nơi khác với thế giới vật chất. Tại sao ta nói rằng nó quan trọng? Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về điều này. Sự tồn tại của thế giới thuộc linh liên kết chặt chẽ với thế giới vật chất của loài người. Nó đóng vai trò chính trong chu kỳ sinh tử của con người, trong sự thống trị của Đức Chúa Trời trên muôn vật. Đây là vai trò của nó, và đây là một trong những lý do sự tồn tại của nó là quan trọng. Bởi vì nó là nơi mà năm giác quan không thể phân biệt được. Không ai có thể xét đoán chính xác liệu thế giới thuộc linh có tồn tại hay không. Những động lực khác nhau của nó liên kết mật thiết với sự tồn tại của con người. Kết quả của điều này là trật tự sống của nhân loại cũng bị tác động rất lớn bởi thế giới thuộc linh. Điều này có liên quan đến quyền tối thượng của Đức Chúa Trời hay không? Có. Khi ta nói điều này, các ngươi hiểu tại sao ta đang thảo luận về đề tài này. Đó là vì nó liên quan đến quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, cũng như sự quản trị của Ngài. Trong một thế giới như thế giới này, thế giới vô hình với con người, mọi chỉ dụ, sắc lệnh và hệ thống quản trị trên trời của nó đều cao hơn nhiều so với những luật pháp và hệ thống của bất kỳ quốc gia nào trong thế giới vật chất. Và không hữu thể nào đang sống trong thế giới này dám làm trái hay vi phạm chúng. Liệu điều này có liên quan đến quyền tối thượng và sự quản trị của Đức Chúa Trời không? Trong thế giới thuộc linh, có những sắc lệnh quản trị rõ ràng, những chỉ dụ trên trời rõ ràng và những đạo luật rõ ràng. Ở những mức độ khác nhau và ở nhiều phạm vi khác nhau, những người tham gia tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của họ và tuân giữ các quy tắc và quy định, bởi họ biết hậu quả của việc vi phạm một chỉ dụ trên trời là gì. Họ biết rõ Đức Chúa Trời trừng phạt kẻ ác và ban thưởng cho người tốt như thế nào, và Ngài quản trị và cai trị trên muôn vật như thế nào. Hơn nữa, họ thấy rõ Ngài thực hiện các chỉ dụ và đạo luật trên trời của Ngài như thế nào. Có phải những điều này khác với thế giới vật chất mà loài người cư ngụ không? Chúng quả thật khác biệt vô cùng. Thế giới thuộc linh là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới vật chất. Bởi vì có những chỉ dụ và đạo luật trên trời, điều này chạm đến quyền tối thượng, sự quản trị của Đức Chúa Trời, và hơn nữa là tâm tính của Ngài, cũng như việc Ngài có gì và là gì. Khi đã nghe điều này, các ngươi không cảm thấy rằng đề tài này là rất cần thiết để ta nói đến sao? Các ngươi không ao ước tìm hiểu những bí mật vốn có trong nó sao? Có, chúng ta có. Những điều như thế là khái niệm về thế giới thuộc linh. Mặc dù nó tồn tại song song với thế giới vật chất,
và đồng thời chịu sự quản trị và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Sự quản trị và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời với thế giới này nghiêm ngặt hơn nhiều so với của thế giới vật chất. Khi nói đến các chi tiết, chúng ta nên bắt đầu với việc thế giới thuộc linh phụ trách công tác về chu kỳ sinh tử của loài người như thế nào. Bởi vì đây là phần chính của công tác của các hữu thể thuộc thế giới thuộc linh. Trong số nhân loại, ta phân nhóm tất cả mọi người thành ba loại. Đầu tiên là những người ngoại đạo, những người không có niềm tin tôn giáo. Họ được gọi là những người ngoại đạo. Đa phần những người ngoại đạo chỉ tin vào tiền. Họ chỉ đề cao những sở thích riêng của mình, thiên về vật chất và chỉ tin vào thế giới vật chất. Họ không tin vào chu kỳ sinh tử hoặc bất kỳ điều gì nói về thần thánh và ma quỷ. Ta phân loại những người này là những người ngoại đạo và họ là loại đầu tiên. Loại thứ hai bao gồm những người có đức tin khác nhau ngoài những người ngoại đạo. Trong số nhân loại, ta chia những người có đức tin này thành vài nhóm chính. Đầu tiên là Do Thái giáo, thứ hai là Công giáo, thứ ba là Cơ đốc giáo, thứ tư là Hồi giáo và thứ năm là Phật giáo. Có năm loại. Đây là những loại người có đức tin khác nhau. Loại thứ ba gồm những người tin Đức Chúa Trời và loại này bao gồm các ngươi. Những tín đồ như thế là những người theo Đức Chúa Trời ngày nay. Những người này được chia thành hai loại: dân sự được Đức Chúa Trời chọn và những kẻ phục vụ. Những loại chính này đã được phân biệt rõ ràng. Như vậy, các ngươi hiện có thể phân biệt rõ trong đầu giữa các loại và thứ bậc của con người, phải không? Loại đầu tiên bao gồm những người ngoại đạo và ta đã nói họ là gì? Những người có đức tin vào ông lão trên trời có được tính là những người ngoại đạo không? Nhiều người ngoại đạo chỉ tin vào ông lão trên trời. Họ tin rằng gió mưa, sấm sét, vân vân đều được cai quản bởi vị thần này, đấng mà họ dựa vào để trồng trọt và thu hoạch. Nhưng khi đề cập đến việc tin Đức Chúa Trời, họ lại không sẵn lòng tin Ngài. Đây có thể được gọi là có đức tin không? Những người như thế được bao gồm trong những người ngoại đạo. Ngươi hiểu điều này đúng không? Đừng nhầm lẫn những phân nhóm này. Loại thứ hai bao gồm những người có đức tin và loại thứ ba là những người hiện đang theo Đức Chúa Trời. Vậy thì tại sao ta lại chia toàn thể nhân loại thành những loại này? Bởi vì những loại người khác nhau có những kết cuộc và đích đến khác nhau. Đó là một khía cạnh của nó. Khi những chủng tộc và loại người khác nhau này trở về cõi tâm linh, mỗi người họ sẽ có một nơi khác nhau để đi và sẽ chịu những quy luật khác nhau của chu kỳ sinh tử. Do vậy, đó là lý do ta phân loại con người thành những loại chính này.